Alo, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay thì mình sẽ chơi iWin anh em ạ. Vốn hiện tại của mình đang có là 1 triệu anh em nhé. Và hôm nay thì mình sẽ vào mình chơi con game quay thú anh em ạ. Rồi, bây giờ hiện tại giờ chim đang như này. Thì vừa về hai khỉ và một chim. Thì mình sẽ vào đôi chút 600k đây anh em ạ. Đó, mình sẽ vào ở bên chim anh em nhé. Vào bốn cửa, mỗi cửa 200 đấy. Ok, ngon anh canh đảo về bố câu anh em ạ. À, ngon ngay được x8 luôn anh em ơi, trừ đi tiền vốn mình đặt thì bây giờ mình đã lời khoảng tầm là 1.958.000 rồi anh em ơi. Vẫn tiếp tục anh em nhá. Rồi xong một cầu chim rồi, thế thì cầu này thì mình sẽ làm một quả đi anh em ạ. À, mình sẽ làm một quả đi đấy, mình sẽ vẫn tiếp tục mình vào chim anh em nhá. Và con game này là con game bài đổi thưởng anh em ạ. Tỷ lệ nạp rút thì là 1-1 và min rút tối thiểu của con game này thì chỉ có 50k thôi anh em nhé. Rồi, tiếp tục với con én anh em ạ. Ăn được x6, quá ngon lành cánh đào anh em ơi. Hôm nay nhẹ nhàng tình cảm thì mình đã chốt lời cho anh em 3.583.000 rồi. Bây giờ tiếp tục nha anh em nhé. Hôm nay đang cầu đỏ ha, ăn hai cầu ngon lành cánh đào. Thì cầu này thì mình sẽ quay sang thú anh em ơi. Đánh mình thì chơi đánh x 8, x6, x12 và x8 thôi anh em ơi. Nếu mà được thì sẽ ngon lành cánh đào anh em nhé. Rồi ok, cùng coi xem như nào anh em ạ. Rồi từ từ bình tĩnh. Nếu quả này về khỉ được thì ngon này. Úi giời, về gấu ngon anh em ạ. Về gấu là x8 luôn anh em ơi. Quá tuyệt vời luôn. Gấu là x6 à. Rồi, ở đâu con khỉ là x8, con gấu là x8 anh em ạ. Rồi ăn được quả ở bên gấu khá là thơm anh em ơi. Và cầu này mình vẫn tiếp tục mình vào bên thú anh em nhé. Và mình sẽ đi bốn cửa anh em ạ. Một cửa 6 và hai cửa x8 và một cửa x12 anh em ơi. Anh em chơi quay thú thì anh em có thể là lựa chơi cách chơi là chơi bốn cầu này, hoặc là có thể là lựa chơi vào một bên thú hoặc bên chim, đều là x2 anh em cả nhé. Rồi bây giờ tiếp tục ăn được cầu bên con gấu anh em ạ, ở bên thú nữa. Về về con gấu thì gấu trúc thì ăn được x8 anh em ơi. Rồi, vốn mình đang lên khoảng tầm là 6.136.000 rồi anh em ạ. Để mình coi xem cầu này thì về cầu nào cả. Bây giờ mình vẫn tiếp tục mình theo vào ở cầu bên thú anh em ơi. Thì mình nhìn thấy được cầu này là khả năng về thú là sẽ khá cao. Và một cầu này thì mình sẽ không vào bên gấu nữa về vì nó về hai gấu rồi anh em ạ. Thì mình cầu này thì mình chỉ theo vào hổ với cả khỉ với cả thỏ thôi anh em ơi. Tuyệt vời. Thêm được cái con khỉ nữa, quá ngon lành cánh đào rồi anh em ơi. Tuyệt vời, ok anh em nhá. Rồi lên 7.613.000 rồi anh em ơi. Ngon lành cánh đào, mấy cầu này bắt được ngon lành cánh đào tuyệt vời anh em ơi. Thì cầu này mình chắc là mình sẽ xoay sang bên chim anh em ơi. Mình sẽ xoay bên chim và mình sẽ vào luôn cả cá mập với cả con cá mập x100 anh em nhá. Mình theo mỗi bên đấy khoảng 100k, còn đâu là theo bốn cầu ở bên chim. Đó, coi xem như nào nào. Ui rồi, về bồ câu à, bồ câu 400k, tuyệt vời, x8 luôn anh em ạ. Quá thơm ngon, lên 9.389.000 rồi anh em ơi. Khá là ngon lành cánh đào anh em nhá. Vẫn cứ tiếp tục đấy anh em ơi. Cầu này thì mình vẫn tiếp tục mình theo ở bên chim anh em nhá. Và cầu này thì mình sẽ vào 400k ở bên đại bàng, 500k thì ở bên công. Còn đâu là hai cầu kiệu 500k anh em ạ. Đó, anh em có thể là lựa chọn cách đánh của mình. Nếu mà về cầu chim thì thực sự là quá ngon lành cánh đào, tuyệt vời, vẫn tiếp tục với bồ câu anh em nhé. Ăn được hai quả, thực sự là chưa gãy một cầu nào anh em ạ. Hôm nay vào đúng dãy cầu đẹp anh em ạ. Lên 11.384.000 rồi anh em ơi. Thì cầu này để coi xem như nào nào. Cầu này thì chắc chắn rồi, mình sẽ lựa, mình sẽ vẫn tiếp tục vào chim anh em nhé. Và cầu này thì mình vẫn cứ vắt đều thôi anh em ạ. 500k ở bên én, còn lần này thì mình sẽ bớt bớt ở con én lại, à, ở con bồ câu lại 200k thôi. Còn mình vào ở bên đại bàng là con công kia 400k. Ôi giời ơi, lần này vào ít, được ít anh em ạ, nhưng không sao, vẫn có lời anh em ạ, vẫn có lời anh em nhá. Lên 11.642.000 rồi anh em ạ. Rồi, tiếp tục anh em nhá. Cầu này thì chắc là mình sẽ cố gắng một vài cầu nữa được thì mình sẽ dừng anh em ơi. Và cầu này thì mình sẽ quay sang bên thú anh em nhá. Cầu này thì mình sẽ đi nhiều nhiều hơn một chút, 500k. Đấy, 500k, 800k, 300k và 400k.
Đó, như anh em có thể thấy trên màn hình mình đánh 4 cầu. Rồi, cầu này lại tiếp tục nữa về con gấu anh em ơi, quá ngon lành cánh đào luôn anh em ạ. Tuyệt vời. Rồi, khá là đẹp anh em ạ, lên 12 triệu 479 nghìn rồi. Thì bây giờ tiếp tục anh em nhá. Đang đỏ mà anh em. Đang đỏ. Hôm nay là khá là thâm tho. Tự dưng nó bị lag anh em ạ. Tự dưng nó bị lag à. Đồ. Cái wifi của mình nó bị lag hay sao? Thế tầm này thôi, nếu mà lag như này thì chắc là dừng ở 12 triệu 479 thôi anh, 479k thôi anh em ạ. Thế là cũng ổn rồi anh em ạ. Chơi tự nhiên đang cuốn tự nhiên nó bị lag anh em ơi. Thôi. Wifi mình bị lag cái con game này bị lag ta. Má thiệt tình còn đáng mất cầu quay thú đang ngon lành cánh đào anh em ạ. 1M lên 12 triệu 479k rồi. Thì chắc là mình sẽ dừng video ở đây thôi anh em ạ. Dừng là rút tiền thôi. Đó, nó không không rút được anh em ạ. Lag thế này không rút được thôi anh em ơi. Rồi, thế này chắc là mình sẽ rút tiền lúc khác anh em nhé. Và video đến đây của mình là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Và đừng quên bấm like, share kênh YouTube để ủng hộ mình nhiều hơn anh em nhé. Và có câu hỏi là anh em có thể để lại bên dưới phần bình luận. Mình sẽ trả lời chi tiết cho anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye anh em. Ok anh em nhé. Này thực sự là